À, mình có thể chọn quy mô toàn cầu ha, à làm cái công việc gì mà chúng ta có thể phát triển được quy mô trên toàn cầu. Rồi. Ồ, các ngành năng lượng sạch à. Ồ. Rất là tuyệt vời ha. Đó là cái một trong những cái xu hướng của tương lai, xu hướng nói tương lai đâu bây giờ luôn đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta rất là quan tâm đến việc là bảo vệ môi trường ha. Ngành chưa bão hòa. Ngành chưa bão hòa tức là ngành theo xu em. Công việc kinh doanh mình yêu thích là có thể làm đến 90 tuổi, làm đến năm 90 tuổi hả? Bác có Warren Buffett là bác làm tới bây giờ là 90 93 tuổi rồi ha. 93 tuổi rồi này. Các bạn hơn là muốn làm đến 90 tuổi đúng không? Làm đến 90 tuổi thì cái mục tiêu mình đặt ra làm 90 tuổi thì là 90 tuổi là mình ngưng ha. Mình có thể đặt mục tiêu làm việc như một đam mê, làm việc đến trọn đời, việc trọn đời. Bé có vợ Rockefeller thì bé cái đến năm 98 tuổi bé mới ra đi phải. 98 tuổi và bé làm việc, nói chung là các bé thì gần như thì nguyên đọc thì các bé tỷ phú thì không có bác nào nghỉ hưu hết. Bạn Đoàn Hương chia sẻ là chọn ngành mà nhu cầu có người đang cần cũng như là xu hướng của thị trường, chọn ngành đến khi già vẫn giúp ích được cho bạn. Rồi, cảm ơn chia sẻ của tất cả các anh chị. Thì tất cả chúng ta thì đều có những cái câu trả lời thì nó đều đúng ha. Thì đúng, ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ xung quanh những cái vấn đề đó, nhưng mà sẽ bổ sung thêm với các anh chị một số những cái một vài cái thông tin, một vài cái kiến thức mà để giúp chúng ta có cái nhìn kỹ hơn. Cũng như là nhiều anh chị em mình chưa có học về xu hướng như thế nào là xu hướng bão hòa, đi xuống như thế nào là xu hướng mà đang đi lên. Rất là tuyệt vời. Các anh chị có vẻ học hành rất là chăm chỉ, cho nên là đều nhớ kiến thức cả. Quan trọng là kinh doanh theo lĩnh vực đi lên, chứ không phải là mình chọn những bão hòa nha. Lĩnh vực bão hòa cho dù là mình đam mê nhưng mà xã hội không cần, nhu cầu không có thì chúng ta kinh doanh ấy, chúng ta không có tiền, chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng hết đam mê các chị. Làm gì ấy, nó cũng phải có đam mê. Chúng ta làm việc ấy, kết quả nó là sẽ là cái tạo ra đam mê. Kết quả quan trọng là kết quả các chị, mà phải là kết quả về về tài chính. Còn mình có thể nói là kết quả là người giúp ích cho người này người kia, nhưng mà người ta giúp ích, bạn giúp ích cho người khác thì người khác có trả lại cho bạn một cái giá trị tương đương về mặt tiền bạc hay không. Còn nếu như mà người ta chỉ cảm ơn bạn thôi, người ta chỉ ghi ơn biết ơn bạn thôi mà người ta không có sự trao đổi giá trị giữa hai bên ấy, thì thực sự là cái mà mình cung cấp đó, nó chưa thực sự giá trị đâu ha. Rồi, vào phần chia sẻ ngày hôm nay ha, thì mình sẽ về chọn lĩnh vực. Thì mình đã biết rồi, những cái mà mình không muốn tham gia vào thì đó là những ngành thoái trào, những ngành tháo trò trào, những cái ngành mà xã hội không còn cần nữa. Không còn cần nữa. Nhu cầu nó ít đi dần, đúng không? Nhu cầu ít đi dần. Và mình có thể chia ra nhé. Bài học hôm nay thì mình có thể chia ra, mình sẽ có ba nhóm lĩnh vực ấy các chị. Thì nhóm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái nhóm mà nói thẳng luôn là các anh chị không nên làm. Anh chị nam em nào đang làm thì mình hãy có sự cân nhắc suy nghĩ lại trong hội của mình. Đó là gì ạ? Lĩnh vực đang đi xuống, lĩnh vực bão hòa hay lĩnh vực thoái trào, lĩnh vực mà nhu cầu của xã hội không còn cần nữa. Thì tại sao chúng ta không nên làm? Chắc chắn là mình làm những cái lĩnh vực đó thì cái thu nhập của mình nó sẽ không được cao, thậm chí là đi ngang, thu nhập của mình đi ngang ngang hay là giảm dần theo thời gian. Và giảm dần theo thời gian, về cái việc mà giảm dần của thời gian đó, các anh chị Nguyên muốn chia sẻ với anh chị một cái yếu tố như thế này nữa, đó là đôi khi mình cứ nghĩ là mình cái thu nhập của mình tăng lên nhưng mà thực chất là nó không tăng lên. Các anh chị muốn biết là thu nhập của mình tăng nhiều hay tăng ít ấy, các anh chị phải so sánh với cái giá hàng hóa của thị trường. Chẳng hạn như là ví dụ anh chị đi làm công đi ha. Làm công đi thì mình hãy thử xem là cái công việc của mình
Nguyên đang chưa nói là anh chị làm công lĩnh vực nào nha. Nguyên chị đang nói là đối với anh chị làm công thì các anh chị lương mình bao lâu được tăng? Chẳng hạn như các anh chị làm hiện tại là bao nhiêu? Mức lương hiện tại bao nhiêu? Và cách đây 10 năm trước có mức lương là bao nhiêu? Thì các anh chị phải nói là thì cái lương của chị vẫn tăng, cái lương của anh vẫn tăng mà, chứ đâu có phải là đứng yên tại chỗ đâu. Nhưng mà ok, nó tăng. Nhưng các anh chị phải xem là cái sự lạm phát ấy, nó có sự lạm phát, các anh chị có tính có sự lạm phát vào hay không? Và lạm phát ở đây các anh chị không cần thiết là anh chị phải biết thông tin kinh tế, không thông tin thị trường hay gì đúng không chị, mới nắm được cái sự lạm phát. Các anh chị cứ xem nữa là cái một cái dĩa cơm mà mình ăn bình thường ấy, hiện tại giá bao nhiêu tiền và cách đây 10 năm trước có giá bao nhiêu tiền. Ví dụ như ngày xưa thì Nguyên nhớ Nguyên hồi Nguyên làm sinh viên nhé, thì Nguyên đi ăn một cái dĩa cơm nó chỉ khoảng tầm 15 ngàn thôi anh chị, tầm 15 ngàn thôi. Nhưng mà sau 10 năm sau thì bây giờ một cái dĩa cơm ấy, nó còn phải là tầm 30 ngàn. Và những cái chỗ mà 30 ngàn là Nguyên đang nói là giá bình dân đó nha, giá bình dân ấy. Còn đương nhiên là ở những cái khu trung tâm ấy, thì không có giá đó rồi. Nhưng mà mình đang so sánh trên cùng một cái mức tham chiếu là hồi sinh viên thì mình cũng ăn bình dân thôi, thì một cái dĩa cơm của mình là 15 ngàn, thậm chí mình đi ăn căng tin của trường ấy thì nó chỉ khoảng tầm 10 ngàn, 12 ngàn thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại nhất thì một cái suất cơm bình dân nhất là ở Hồ Chí Minh là khoảng dao động là 30 ngàn. Thì có thể là sau 10 năm thì mình có thể thấy là cái giá của nó đã tăng lên gấp đôi. Vậy thì các anh chị thử xem nhé, cái mức lương của mình cách đây 10 năm trước và mức lương hiện tại nó có tăng lên gấp đôi hay không. Nếu như tăng lên gấp đôi thì sao? Thì các anh chị đang dậm chân tại chỗ. Còn nếu như nó không tăng lên gấp đôi thì các anh chị đang đi lùi. Đang đi lùi ha. Và tương tự như vậy đối với các anh chị em đang làm kinh doanh, làm tư nhân, thì mình hãy xem thử là cái thu nhập, cái lợi nhuận của mình là nó có tăng trưởng gấp đôi sau 10 năm hay không. Hay là nó đi ngang hoặc đi lùi. Thì đấy là thì đó là một cái dấu hiệu cho cái việc là các anh chị đang làm cái công việc mà nó không có sự tăng trưởng, nó đi vào cái sự bão hòa, sự suy thoái. Và như vậy sao ạ? Chúng ta sẽ không có cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển hơn, chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn, chứ đừng nói đến là việc là chúng ta thành công hay giàu có. Và ngày xưa thì Nguyên hay được ba mẹ của mình hay là nhiều cô chú và bạn bè của mình nói một cái câu đó là ở cuộc đời có cái câu ấy là nghề nó là chọn mình, nghề chọn mình. Có thể là mình học một cái ngành này, mình yêu thích một cái này, nhưng mà khi mà ra trường ấy, khi mình đi làm ấy, thì mình lại làm cái nghề khác. Nói câu là nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Nhưng mà đây là cái câu nói của những người sao các anh chị, họ sống ở trong vùng an toàn. Hay là có nhiều anh chị em, có bạn nào ở đây mà người yêu dắt đi chơi xong rồi có hỏi em muốn ăn gì, em ăn gì cũng được. Em ăn gì cũng được. Em ăn cơm gà không, gà có nhiều mỡ lắm. Em ăn lẩu không, lẩu nấm lắm. Em ăn bún riêu không, bún riêu không có được sạch sẽ lắm. Em ăn gà rán không, thôi không được đâu, ăn chiên chiên xào dầu mỡ nhiều đó, không biết chọn cái gì, không biết chọn cái gì. Sau đó ăn cái gì cũng được, nhưng mà ăn cái gì thì cũng không ăn cái gì cũng được, mà ăn cái gì cũng cũng đưa một cái lý do nào đó để mà mình không có chính kiến, không có chính kiến ngay cả trong cái việc chọn món ăn ấy, mình không có chính kiến. Thì tương tự như vậy trong cái công việc của các anh chị xem thử là mình có chính kiến hay không. Và tại sao có câu chuyện là nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề? Bởi vì anh chị không có chính kiến, anh chị cứ thấy là mình ra trường mình với một cái lượng kiến thức đó, đúng rồi, người yêu khỏi cho đi ăn luôn ha, hoặc là người yêu sẽ chọn một cái cô người yêu nào đó mà có chính kiến hơn để có thể đi ăn cùng mình cho nó khỏe. Chọn cái gì ăn cũng lâu quá, mất thời gian rồi. Nói tới đâu rồi nhỉ? Về cái công việc đúng không? Tại sao mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái nghề nó chọn mình mà mình không có chọn nghề? Bởi vì là mình sẽ thường mình dựa vào những cái lượng tư duy kiến thức, ví dụ như các anh chị đi học đại học ngành gì thì mình sẽ kiếm những cái công việc mà nó xung quanh những ngành đó. Hay là mình cảm thấy là mình có ngoại hình này,
Nhưng hồi trước người bạn nguyên nhá, học thời trang một thời gian xong rồi cái cảm thấy là mình có chiều cao, mình có ngoại hình, trong khi thì ngành thời trang bây giờ nhiều người làm quá không không có sức cạnh tranh. Rồi đi làm tiếp viên hàng không, làm tiếp viên hàng không các anh chị, sau đó thì không an toàn, những cái vụ không an toàn xảy ra những năm trước ấy. Xong rồi bây giờ thì bạn cũng trôi dạt về đâu rồi. Tức là thế mạnh của mình là ngoại hình thì mình sẽ chọn những cái công việc về ngoại hình mình làm, rồi thế mạnh của mình là cái kiến thức của mình học ở trên trường, mình biết kiến thức gì nhiều nhất thì mình làm, hay là mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ ông bà cha mẹ mình có cái mối quan hệ trong cái ngành nào thì mình có cái đường dây, có cái dây thôi để mình xin vào cái nghề đó, thì chúng ta sẽ chọn chọn dựa trên những cái nguồn lực mà chúng ta có, chứ chưa chắc những cái mà chúng ta chọn nó là những cái mà chúng ta yêu thích. Các anh chị có đồng ý Nguyên không ạ? Chưa chắc những cái mà chúng ta chọn là cái chúng ta yêu thích, mà lại chọn dựa trên những nguồn lực sẵn có. Và đó là với những cái người mà họ bị giới hạn bản thân mình ở trong cái vùng an toàn của họ, tức là những cái nguồn lực xung quanh họ là đó là cái vùng an toàn của họ. Bạn Nguyễn Hân thì đồng ý đúng không? Thì bạn phải xem là mình có đang bị giới hạn trong cái vùng an toàn không nha. Mình phải biết thoát ra khỏi cái vùng an toàn đó. Hay là mình thật sự là Nguyên rất rất là không thích những cái trường phái như là xem bói hay là xem tử vi gì đó. Không phải là mình nói là nó không có khoa học, không mê tín dị đoan, không có đúng, mà thực sự là Nguyên coi coi trọng nhất là cái việc là mình cần gì, mình muốn gì, và mình đặt ra mục tiêu và mình làm được, chứ không phải là mình nhờ vào một cái nguồn lực nào đó mình sẵn có, hay là người nào đó nói mình rằng là mình có cái năng lực trong cái việc này việc kia thì mình sẽ chọn cái lĩnh vực trong cái việc đó. Quan trọng các anh chị phải tự chọn mình muốn gì và mình sao ạ? Mở rộng giới hạn bản thân của mình ra. Hôm trước mình đã học cái bài mà mở rộng cái vùng thoải mái của mình rồi đúng không các anh chị? Những người thành công là những người họ sẽ liên tục mở rộng phạm vi thoải mái của mình ra nhiều hơn. Và cái vùng thoải mái của họ càng rộng bao nhiêu thì cái mức độ thành công của họ càng lớn bấy nhiêu ha. Nên là các anh chị đừng có nghĩ là mình cứ học chăm ở trên trường thôi là mình có thể thành công được. Không thể nào thành công nổi được anh chị. Quan trọng là anh chị học chăm ở trên trường, nhưng mà mình chỉ có những cái nguồn lực mình sẵn có thôi. Chắc gì cái ngành học mình đọc học á, đã đúng, chắc gì cái quy mô công việc kinh doanh của mình họ làm ấy nó đang đi đúng hướng. Mà nếu như mà mình không biết mở rộng vùng thoải mái ra, mở rộng vùng thoải mái mình ra, tức là sao? Tức là anh chị phải có thêm nhiều những mối quan hệ mới, anh chị sẽ có thêm nhiều những kiến thức mới, dám học thêm nhiều kiến thức mới để mình tăng thêm kiến thức, rồi mình tăng thêm mối quan hệ. Khi tăng thêm các mối quan hệ, chẳng hạn như mà các anh chị, nếu như các anh chị chỉ có mối quan hệ trong lĩnh vực nhà hàng thôi, thì mình tối ưu nhất là mình làm lĩnh vực trong nhà hàng. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta có nhiều mối quan hệ khác, nhà hàng cũng có, xuất nhập khẩu cũng có, bất động sản, rồi nail, spa, thời trang, tất cả những mối quan hệ chúng ta ở đâu chúng ta đều có những rất rất nhiều mối quan hệ, thì khi này các anh chị cái sự lựa chọn của mình nó rất nhiều, và mình chỉ biết rằng là mình thích cái gì thì mình chọn cái đó, chứ mình không có bị giới hạn nữa. Hay là bây giờ kiến thức của các anh chị, kiến thức của các anh chị ở đâu thì mình sẽ bị giới hạn ở nơi đó. Vậy thì mình hãy mở rộng kiến thức của mình ra, mình hãy biết thật là nhiều thứ ở ngành này. Không nhất thiết là các anh chị phải biết chuyên môn trong từng ngành, nhưng mà mình có thể hiểu những cái nguyên tắc, chẳng hạn như là kinh doanh này. Ví dụ như Nguyên kinh doanh, cái lĩnh vực Nguyên hiểu nhất là lĩnh vực về thời trang. Nhưng nếu các anh chị mà có những cái lĩnh vực khác, các anh chị hỏi Nguyên ấy, Nguyên cũng có thể chia sẻ với các anh chị được, bởi vì Nguyên biết những cái nguyên tắc chung trong kinh doanh. Mà thậm chí là Nguyên có thể tự tin luôn, Nguyên có thể nói chuyện với ngang hàng với những người là triệu phú đô la, đa đa triệu phú đô la. Bởi vì tất cả những kiến thức mà Nguyên được học, Nguyên chia sẻ, và kể cả là cái cách mà Nguyên ứng dụng trong cái công việc của mình ấy, thì đều là những cái cách mà những người triệu phú đô la, đa triệu phú đô la họ ứng dụng, họ làm. Thì đó, các anh chị phải mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra. Và nếu như bây giờ nhé, Nguyên kinh doanh thời trang cũng được, bây giờ Nguyên nếu một cái ngành nghề khác nó tốt hơn, Nguyên kinh doanh qua ngành nghề khác cũng được, ngành rồi sau này Nguyên cảm thấy cái ngành nghề khác nữa nó tốt hơn, mình chuyển sang cái ngành nghề nghề khác đó cũng được. Mình không có bị giới hạn, bởi vì là cái năng lực của mình nó rộng, cái vùng thoải mái của mình, cái vùng an toàn của mình nó rộng, và mình luôn đặt cho mình cái mục tiêu đó là hãy luôn luôn mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra ha. Mở rộng vùng thoải mái, nâng cao trình độ, nâng cao tư duy mình lên. Còn nếu như mà các anh chị bị bó buộc trong những cái nguồn lực đó, giả sử đi, như mình ở gần nhà Nguyên này có một cái tiệm bán phụ liệu, và thực sự là cái tiệm bán phụ liệu may á chị, phụ liệu may giống như là dây kéo, nút, rồi
gì đó, phấn phấn may là kim chỉ á, những cái phụ liệu á. Thì một cái căn nhà rất là to ở quận 3 nha, bán phụ liệu, nhưng mà nói thật là cái căn nhà nó hơi không có được đẹp cho lắm, và cả gia đình bán. Thì đây là gì? Một cái nghề mà được truyền qua đời này sang đời khác, bán phụ liệu thôi nhưng mà cũng được truyền sang đời này sang đời khác, là cái tài sản duy nhất. Thì nguyên nghĩ đó là cái căn nhà, một cái căn nhà mặt tiền ở ngay trung tâm quận 3. Nhưng mà theo nguyên tính toán nhá, thì nếu như mà cho thuê cả cái căn nhà đó, cho dù là căn nhà đó nó chưa được ok cho lắm nhưng mà ít nhất cái vị trí ở đó cho thuê sẽ còn được nhiều tiền hơn là việc cả gia đình đó vẫn làm cái công việc bán phụ liệu, bán kim, bán kim chỉ rồi đúc áo. Tại vì thực sự là những cái phụ liệu đó nó không có gì đặc biệt, và cũng như là tại vì mình hay ra vào mà mình thấy là cái tần suất mua mua hàng ấy, mình có thể tính toán được là sơ sơ cả về cái doanh thu nó còn không bao nhiêu cả, không bao nhiêu cả. Và sao họ cứ cả gia đình cứ bị chôn chặt trong cái nghề đó. Họ có một cái căn nhà thì gọi là gì, có cái cơ ngơi, và cái người Việt Nam của mình ấy, khi mà có nhà rồi á, là họ đa phần nha thì coi như cái nhà đó là nhà của tổ tiên, nhà của tổ tiên gia đình để lại, và họ muốn bán đi. Và cho bây giờ bán đi á, họ cũng không biết bán đi và họ mua cái gì cho nó thông minh hơn. Và cả nhà cứ bán vào một cái tài sản duy nhất là một cái ngôi nhà ngay ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, và một cái công việc không thể mang đến cho họ sự thoải mái tự do về tài chính, cứ ngày nào cũng làm việc quần quật như vậy mặc dù là có tài sản. Nguyên nghĩ là cái căn nhà đó thì chi ra cũng phải là, tại vì cái vị trí nó rất là đẹp, vị trí ngay ngay trung tâm mà rất là đẹp luôn, tài sản nó cũng phải vài chục tỷ, hàng chục tỷ. Nhưng mà không biết sử dụng cái vốn đó mà cũng tức là họ ở trong cái vùng an toàn đó anh chị, họ có nhà và họ có công việc, nhưng mà họ không nhìn ra được là cái giá trị của căn nhà này, nếu như họ biết quản lý tài chính tốt, họ biết là cái căn nhà này, cái vị trí này phải, có thể là họ sẽ bán ra, sau đó họ sẽ làm, họ sẽ sử dụng vốn để họ làm những cái khác, hay là họ sẽ sử dụng tiền đó để họ mua cái căn nhà ở cái vùng ngoại ô, rồi cái vốn đó họ đem kinh doanh một cái gì đó để cho họ có cái lợi nhuận cao hơn, hơn là cả gia đình bán vào một cái ngôi nhà, một cái công việc mà không có một sự tăng trưởng, và cứ ngày này sang tháng nọ cả một hộ gia đình mà chung chung trong một cái nhà các anh chị. Nó dù mặc dù là nhà đẹp nha, vị trí rất đẹp, nhưng mà Nguyên thấy là cuộc sống của họ không hề thoải mái một tí nào, mình thấy rõ về mặt tài chính của họ là không có. Đó là những người mà ở trong vùng thoải mái họ quá lâu và họ không muốn vượt ra. Họ có cái công việc từ cha truyền con nối thì họ cứ làm cái công việc cha truyền con nối thôi. Các anh chị hiểu câu chuyện này không ạ? Nếu như mà cái công việc cha truyền con nối ấy, nó may mắn là cái công việc mà nó mang lại doanh thu lợi nhuận các anh chị thì Nguyên không có nói đến, nhưng mà đôi khi ấy, là nó còn làm cái cuộc sống mình nó càng ngày giảm đi, mà mình cứ ở trong cái vòng an toàn đó mà mình không hề biết là nó càng ngày càng giảm đi. Và tưởng tượng là nếu như mà gia đình đó mà càng ngày càng sinh con đông con đông cháu thêm nhiều hơn nữa thì sẽ là một cái vấn đề. Còn hay là nhiều những hộ gia đình khác thì họ cũng làm về cha truyền con nối, tức là làm theo những cái nguồn lực có sẵn chị. Thì Nguyên cũng có quen một cái gia đình thì họ chuyên bán, họ cũng là bán phụ liệu luôn, và họ giống như là bán keo quần áo ha. Họ chuyên bán phụ liệu ở chợ, thì nguyên cả cái chợ đó luôn các anh chị. Thì là cả gia đình họ đến bất kỳ một cái tiệm nào thì cũng là anh em rồi chị dâu con cháu trong đúng cái gia đình đó mở tiệm cùng cùng một mặt hàng, nhưng mà chỉ là phân chia cho các con, tức là cứ mỗi các con thì một cửa hàng. Nhưng mà có thể là cái hộ gia đình, cái cách kinh doanh đó thì nó có thể thoải mái hơn là cái cách kinh doanh mà Nguyên vừa mới chia sẻ, là cái câu chuyện là cả gia đình mà bán phụ liệu chung một cái trong chung cho một cái căn nhà. Thì ở đây là họ chia ra cho các con, chia ra cho từng đứa con mình, mỗi đứa con thì kinh doanh ở mỗi mỗi nơi, nhưng mà cũng trong cùng trong một khu chợ nha các anh chị. Và cứ chỗ này hết thì lại giới thiệu qua cái ví dụ cái tiệm tiệm của cái người anh trai hết đi thì sẽ giới thiệu qua cái tiệm người em trai, rồi người em trai lại giới thiệu qua cái tiệm người chị dâu đó. Nói chung là nguyên cả một cái dòng, một trong một gia đình và họ kinh doanh.
À, thì đó là cũng là họ đang sống trong cái vùng an toàn của họ, sống trong vùng an toàn. Mà nếu như mà cái công việc của họ thì họ nó chỉ có thể giúp họ có cuộc sống là thoải mái thôi, thoải mái một tí, nhưng mà nếu như mà thành công hay không thì chắc chắn là không, không thể nào thành công, không thể nào mà có những cái thu nhập cao được các anh chị. Vì họ cái quy mô kinh doanh của họ, quy mô kinh doanh theo hộ gia đình, kinh doanh nhỏ và không thể nào bán được cho quy mô lớn, không không kinh doanh được cho quy mô lớn nha, bởi vì là nó bị giới hạn bởi cái dòng sản phẩm của họ, giới hạn bởi các dòng sản phẩm. Thì đó là một số những cái ví dụ. Rồi tiếp tiếp đến nhé, đó là Nguyên đang chia sẻ về những cái dạng mà chúng ta sống trong cái vùng an toàn của mình quá lâu, và cái trong cái vùng an toàn đó thì may mắn á, là chúng ta cái những cái nguồn lực của chúng ta mà giúp cho chúng ta có những cái công việc tốt á, thì không nói, nhưng mà nếu như mà cái những cái nguồn lực của chúng ta mà lại mang đến cho chúng ta những cái công việc mà giống như là cái câu chuyện mà Nguyên chia sẻ với người bạn của mình ấy, bạn có chiều cao, bạn có ngoại hình, cho nên là bạn ấy làm tiếp viên hàng không. Thì như Việt Nam mình còn đỡ nha các anh chị, ngành tiếp viên hàng không mà ở Thái Lan ấy, các anh chị biết là ở Thái Lan họ đã phá sản nguyên một cái doanh nghiệp mà Thái Airlines ấy, là coi như biến mất bay, biến mất luôn cả một một cái hãng hàng không luôn các anh chị. Thì tự hỏi rằng là những cái người tiếp viên hàng không đó họ sẽ đi đâu, họ sẽ đi đâu, họ sẽ làm công việc gì. Họ chỉ có thể là có thể phải xin những cái hãng khác, nếu như mà một cái hãng khác mà nó ra đời và nó có thể bù vào cái sự giảm sút của cái Thái Airlines, và muốn với một điều kiện là những cái tiếp viên đó họ có thể chờ đợi được trong suốt 2 năm trời để cái ngành Thái Lan nó phục hồi lại về hàng không và họ xin việc vẫn tiếp tục ở trong ngành hàng không. Nhưng mà nếu như mà sao ạ, họ bị bám vào cái nghề đó quá lâu, họ không có những cái nguồn lực nào khác, họ không có sự hiểu biết nào khác, khi cái việc mà doanh nghiệp phá sản thì họ mất việc, họ mất việc thì họ không biết đi đâu về đâu, họ không biết tìm công việc gì. Và có nhiều người họ chờ đợi, nhưng mà có nhiều người sao họ cũng phải thay đổi. Và nếu như mà anh chị em nào có cái sự thay đổi liên tục, biết vượt ra khỏi cái vùng giới hạn của mình, giống như là cái việc là làm trong cái ngành hàng không nó là cái vùng giới hạn của họ, và khi cái ngành hàng không nó đi, nó gặp một cái trục trặc nào đó rồi, thì họ có cái phương án gì để mà có thể có những cái công việc nó tốt hơn, để cho có nguồn thu của họ tiếp tục tăng lên hay không, hay là họ sẽ bám tiếp tục, họ bám vào cái ngành đó. Và trong tương lai liệu rằng nó sẽ còn những cái rủi ro nào đến với ngành hàng không hay không thì mình chưa thể làm biết, chưa thể làm biết được. Hay là chẳng hạn như là sau này tên lửa có thể thay thế ngành hàng không hay không. Nhưng nó cũng hơi xa, nhưng mà chúng ta phải hiểu là trong bất kỳ những cái ngành nào nó sẽ có những cái rủi ro xảy đến, và nếu như mà chúng ta không có sự chuẩn bị trước, chúng ta cứ liên ở trong cái vùng an toàn của mình, sử dụng những cái nguồn lực mình sẵn có. Sau này có cánh cửa thần kỳ của Doraemon ha, giống như trong câu chuyện của Doraemon là mở cánh cửa ra là có thể di chuyển ra bên ngoài. Nếu như mà có cái đó thật nha, thì coi như là hàng không hay là vũ trụ hay là tên lửa hay là tàu lửa gì, xe gì đó là bay biến hết thôi các anh chị thôi. Biết đâu là có thật, biết đâu, ai biết được, ai mà biết được. Rồi quay lại câu chuyện về những cái ngành, nếu như mà chúng ta không may mắn chúng ta vào những ngành nghề đi xuống, hay như là giờ ngành bartender các anh chị. Ngành bartender thì bây giờ nó đã có những cái máy máy bartender luôn rồi, những cái máy pha chế luôn rồi. Ngày xưa thì có một thời gian ngành bartender rất là hot luôn rồi. Bây giờ thì có cả máy máy pha chế rồi. Hay là anh chị em nào mà làm ngành của Nguyên hồi trước Nguyên làm này, làm thời trang á, thì các anh chị né né ra giùm Nguyên nhá, dư thừa các anh chị ha, dư thừa nguồn nguồn cung ở thị trường rồi. Rồi những ngành nghề như thế nào nữa, ngành nông nghiệp này, nông nghiệp á, nông nghiệp bây giờ chúng ở Việt Nam mình còn ít thấy nha, nhưng mà ở nước ngoài ấy, bây giờ là họ cái cách mà họ làm nông nghiệp ấy, nó hoàn toàn bằng máy móc đúng không anh chị. Mình đến những cái nông trường á, mà mình chỉ thấy là chỉ có những người kỹ sư thôi, những người kỹ sư mà họ có bằng cấp cao á, họ điều khiển những cái máy móc và phục vụ cho nông nghiệp, chứ còn không hề có cái hình ảnh mà người nông dân đâu các anh chị, không còn hình ảnh người nông dân ở trên trên nông trong nghiệp đâu. Và nếu như mà chúng ta được được truyền, được cha truyền con nối vào những cái ngành làm nông á, và chúng ta học nhiều những kỹ năng trong ngành làm nông á, thì sau này theo cái xu hướng đi lên của xã hội, xu hướng càng càng phát triển ra của đất nước Việt Nam mình, thì
Việt Nam mình nó cũng sẽ phát triển tương tự như ở nước ngoài hiện tại thôi, đó là cũng sẽ kinh doanh trong nông nghiệp nhưng mà đều bằng máy móc cả. Và những người nào họ làm nông nghiệp được đó là những kỹ sư, và họ có những cái kỹ năng gọi là cao cấp, họ có thể điều khiển được máy móc thì họ có thể làm được trong những ngành nông nghiệp. Còn nếu mà chúng ta làm nông nghiệp mà chúng ta còn làm được tay chân nữa thì thực sự là nó không còn phù hợp nữa rồi các anh chị. Hay là các anh chị có thể không kể ra một số, mình có thể nhớ nhớ một số những cái ngành mà xuống đi xuống. Rồi, đó là những cái công việc mà đi xuống rồi, hay là bão hòa, tức là những cái công việc mà chúng ta có thể làm một cái thời gian thôi nhưng mà nó có những cái rủi ro đến, rồi cái nó bị xu hướng là thoái trào, hay thậm chí là không những là thoái trào trong tương lai mà kể cả hiện tại đi, hiện tại cái công việc các anh chị nó cũng đang bị thoái trào. Rồi, bên cạnh cái những công việc thoái trào là những công việc mà chúng ta không nên làm, thì có những cái công việc mà giúp chúng ta giàu và giàu cực kỳ nhanh luôn. Thì khi nãy đầu giờ các anh chị có chia sẻ luôn đúng không? Đó là những công việc đi theo xu hướng đi lên của thị trường. Theo xu hướng đi lên của thị trường. À thì mình hiểu xu hướng đi lên của thị trường đó, nó đơn giản là những công việc mà thị trường cần, người tiêu dùng cần, và những cái sản phẩm, những dịch vụ đáp ứng được với quy mô lớn. Quy mô lớn giống như là giờ mình đã hiện tại nhé, hiện tại mình đã chứng kiến một kỷ nguyên về công nghệ, thì công nghệ nó là một xu hướng đó anh chị. Công nghệ, hay là khi nãy là bạn Hương có nói là xu hướng về cái những cái nguyên liệu sạch, những nguyên liệu sạch này, bảo vệ môi trường này, thì đó là những xu hướng. Và những người mà họ làm đi đầu xu hướng thì họ sẽ rất là giàu, bởi vì sao, đơn giản là đó là cái mà xã hội cần, nhu cầu cần rất nhiều, nên là gì ạ, mình sẽ bán được rất là nhiều sản phẩm, họ càng cần nhiều, mà càng cần nhiều thì chúng ta sẽ càng bán được rất nhiều sản phẩm. Và ở những cái lĩnh vực mà nó đi theo xu hướng đi lên ấy, thì đây là những lĩnh vực mà chưa có nhiều người biết đến, thì khi này cái nguồn cầu nó sẽ rất là ít, trong khi cái nguồn cung ấy, thì nên xin lỗi, cái nguồn cầu nó sẽ rất là nhiều, trong khi nguồn cung thì lại rất là ít. Thì đó là một cái lợi thế cho những người mà đi đầu, đi tiên phong vào thị trường đầu tiên. Những người mà nắm bắt được cái xu hướng này, họ vào thị trường đầu tiên. Ví dụ như là xu hướng về công nghệ đi, thì mình thấy là các tỷ phú họ giàu lên rất là nhiều. Ví dụ như là bác Mark Zuckerberg này, bác Elon Musk này, rất rất là nhiều các tỷ phú bây giờ thì họ đều đi vào cái lĩnh vực là công nghệ, rồi lĩnh vực xu hướng công nghệ sạch nữa, cái bảo vệ môi trường nữa. Thì bây giờ thì rất nổi lên những cái gì ạ, năng lượng mặt trời này, năng lượng thủy điện, năng lượng sạch này, hay là mình đã có những cái công nghệ mà mình sẽ không còn dùng nhựa nữa, mà mình sẽ dùng những cái nguyên liệu sạch để mình thay thế nhựa. Hay là có những cái công nghệ mà làm nhựa nhưng mà nó có thể phân hủy nhanh đấy, thì đó là cái xu hướng. Và đặc biệt là cái xu hướng mà AI, hiện tại thì là AI ha, AI thì đang bùng nổ. Và các anh chị sẽ thấy trong tương lai gần thôi, khi AI bùng nổ thì rất rất là nhiều lĩnh vực, rất là nhiều ngành nghề nó sẽ biến mất hoàn toàn. Thì những cái ngành nghề mà biến mất hoàn toàn hay có khả năng biến mất hoàn toàn thì đó là những cái ngành nghề mà ở cái nhóm đầu tiên mà Nguyên chia sẻ với các anh chị, đó là những cái nhóm ngành mà đi xuống ha. Nhưng mà ngày xưa các anh chị, ngày xưa thì mình sẽ thấy cái sự đi xuống của nó không có được nhanh, mình sẽ thấy giống như một thời gian á, chẳng hạn như là bác Henry Ford mà bác làm xe xe ô tô đúng không, thì mình thấy là cũng là một thời gian khá khá lâu thì bác Henry Ford bác có thể phổ cập xe ô tô ra toàn cầu được, và sau đó là làm cho người dân nước Mỹ họ chỉ dùng ô tô thôi mà họ không có dùng ví dụ như xe đạp hay xe máy gì đó. Thì bây giờ như mình ở thấy những đất nước phát triển họ đâu có dùng xe đạp hay xe máy gì đâu, mà họ chỉ có là ô tô và những cái phương tiện công cộng thôi. Nhưng mà cái độ phủ sóng của nó chưa được nhanh. Nhưng mà hiện tại nha, thì chỉ cần một cái lĩnh vực nào đó mà nó đi lên phát thôi, thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì thứ nhất là tư duy con người mình đã ngày càng mở ra rồi. Như ngày trước á, một cái gì đó mà nó hơi mới thì mọi người sẽ hơi có sự nghi ngờ. Còn bây giờ thì mọi người, giới trẻ hiện nay nè, càng ngày sẽ càng thích thích những cái mới mẻ. Càng ngày sẽ càng thích những cái mới mẻ, và càng ngày sẽ càng dễ dàng tiếp nhận
những cái gọi là những cái mới. Hay là một cái xu hướng đơn giản hơn nha, về TikTok. TikTok nó cũng là một cái xu hướng đang đi lên. Nếu mà anh chị nào làm kinh doanh này, mà các anh chị nắm bắt được xu hướng về TikTok ấy, các anh chị rất là giàu, các anh chị có thể làm TikTok để người chị kiếm tiền được. Và có những cái mà mình bán hàng trên TikTok này, mình livestream trên TikTok này, rồi mình xây dựng thương hiệu của mình cũng ở trên đó, thì nó cũng là một trong những cái xu hướng, một trong những cái xu hướng ha. Nhưng mà xu hướng đó thì xu hướng TikTok thì thực sự là đó là một cái minh chứng cho cái việc của chúng ta thấy là nó rất nhanh, nó đi rất nhanh các anh chị. Và bây giờ một cái xu hướng nó còn đi nhanh hơn nữa, đó là cái những cái chat GPT ấy. Và sau này sẽ còn nhiều nhiều những cái tương tự như chat GPT ra đời nữa. Như TikTok thì nó mạnh gọi là nhanh, mình không có nhớ số liệu lắm rồi, nhưng mà những cái người, tức là người ta tính, tại sao người ta tính được cái tốc độ mà tăng trưởng của nó thì mình chưa có cập nhật số liệu, nhưng mà người ta tính trên tốc độ là những người mà người ta tải cái app, tải app về thì người ta thấy là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Rồi xu hướng về video ngắn, xu hướng video ngắn khi mà TikTok ra đời thì như mình thấy thì bây giờ là kể cả Facebook hay là kể cả YouTube này thì họ đều đi theo cái xu hướng là video ngắn. Video ngắn ha. Đấy, đó là những xu hướng cho anh chị. Và các anh chị nắm bắt được những xu hướng đó thì cái công việc của mình nó sẽ bùng nổ ha. Điều quan trọng là các chị có nắm bắt hay không. Và thường nhá, thường như thực ra là những cái xu hướng như TikTok ấy, nó là những cái xu hướng mà đúng là nó giàu ấy, nhưng mà nó cái sự giàu có của nó thực ra là nó bị cái là nó dễ, cho nên là sự giàu có của nó không không có nhiều. Nhưng mà chẳng hạn như mà mình thấy như bác Elon Musk đi, các tỷ phú ấy, họ cũng đi vào những cái xu hướng, họ cũng đi vào những cái ngành nghề mà theo xu hướng, nhưng mà họ rất là giàu, bởi vì những cái ngành đó chưa dễ. Những ngành gì đó chưa dễ, giống như là bác Elon Musk là bác xây dựng hai cái thương hiệu rất là nổi của bác, đó là về Space và Tesla, đúng không? Thì đây là hai thương hiệu mà bác xây dựng phải 20 năm. Và khi các anh chị đi vào những lĩnh vực mà xu hướng á, thì trước khi nói theo xu hướng á, thì các anh chị phải vào cái giai đoạn hình thành ấy, là cách đó giống như là cái năm 2021 là bác Elon Musk vào lĩnh vực xe điện và lĩnh vực mà hàng không vũ trụ á. Thì bác vào năm 2021, 2001, 2001 những anh chị, thì đến 20 năm sau thì nó mới bùng nổ. 20 năm sau thì đất thì toàn thế giới bắt đầu tin tưởng hơn, tầm nhìn tin tưởng hơn nha, tin tưởng hơn và bùng nổ, và nhiều nhiều người nói về nó. Thì bác phải chờ đợi đến 20 năm. Và cái chặng hành trình của bác đi á, thì nó không hề đơn giản. Bác phải gặp rất nhiều vất vả, rủi ro về nguồn vốn. Và một cái thế mạnh cho những người nào mà đi theo những lĩnh vực theo xu hướng này, là phải có vốn rất mạnh, vốn rất dày. Không những bản thân có vốn mà còn phải biết kêu gọi nhà đầu tư để đầu tư cho mình, thì cần rất nhiều vốn anh chị. Và sao ạ? Họ phải là những người dám nghĩ, dám làm. Tầm nhìn thì nói thật, tầm nhìn ai cũng có thể nghĩ, không phải ai cũng có nghĩ, nhưng mà tầm nhìn là cái mà có thể nhiều người họ cũng có thể nghĩ ra, nhưng không phải ai họ cũng làm được. Chỉ có những người làm được họ mới trở thành tỷ phú thôi. Nhưng mà các anh chị uống trà nhé. Chỉ có những người thực hiện được tầm nhìn mới có thể trở thành tỷ phú ha các anh chị, mới có thể trở thành thành công và giàu có thôi. Còn nhiều người khác, họ mặc dù họ có tầm nhìn nhưng họ không thành công được, bởi vì họ không thực hiện hóa nó. Và cái sự khác nhau ở đây là gì? Không phải là anh có ý tưởng, mà là anh làm được, anh thực hiện được, anh biến tầm nhìn nó thành hiện thực. Và để hành động được ấy, thì phải gì các anh chị? Dám hành động, dám chịu rủi ro. Thì bác Elon Musk, bác đã làm được việc đó. Bác dám chịu rủi ro hay các anh chị? Các anh chị thử hỏi á, giống như là cái việc mà bây giờ những cái việc đơn giản hàng ngày thôi, các anh chị có dám làm hay không? Chẳng hạn như dậy sớm đọc sách. Mình nói những cái việc rất đơn giản, rất chân thực thôi nha. Dậy sớm đọc sách, xung phong lên chia sẻ bài học. Các anh chị có dám làm không? Đó là những việc mà chúng ta vượt qua khỏi cái giới hạn bản thân mình ấy. Thay đổi một công việc, cập nhật thêm những kiến thức mới, xây dựng thêm những mối quan hệ mới.
làm những việc trước đây chúng ta chưa từng làm, chẳng như đơn giản như là mặc một cái bộ quần áo mới thôi, làm những việc chưa từng làm. Đó là những cái việc mà những việc đơn giản như vậy thôi. Các anh chị xem thử bản thân mình có dám làm, mình có sự chần chừ nào đó hay không. Thì các anh chị hãy xem những cái việc nhỏ rồi đến những cái việc lớn hơn. Những người mà thành công ấy, là họ sẵn sàng họ bứt phá cái khỏi giới hạn bản thân mình rất rất nhiều, và cái chỉ số hành động của họ rất cao, chứ không phải giống như là mình học kiến thức hay nhưng mà mình còn chần chừ, mình tiếp cận đến một cái xu hướng mới, mình tiếp cận được một cái công việc kinh doanh theo xu hướng, hay là có một người nào đó mang đến cho mình cái cơ hội kinh doanh nhưng mà mình còn chần chừ. Đây là người người khác đem đến cho mình cơ hội kinh doanh nhé, mà mình còn chần chừ, chứ đừng nói là tự các anh chị nghĩ ra một cái xu hướng, một cái tầm nhìn mới và mình thực hiện hóa cái tầm nhìn đó. Giống như là bác Elon Musk ngày xưa, các anh chị đọc về bác đi, người thực sự như thế rất là hay. Đó là người ta người người nói bác điên rồi, kể cả bây giờ bác cũng bị nói là người điên mà. Những người điên rồi, có những ý tưởng điên rồi, và thậm chí không phải là những người bình thường đâu. Giống như là các anh chị mà học trong nhóm học tập nhé, mình sẽ bị gia đình của mình, bạn bè của mình mà nhiều khi mà xóa Facebook của mình này, không gọi điện mà không có bắt máy, các anh chị có thấy được đó là việc rất bình thường. Còn những người mà tỷ phú la, những người mà giàu nhất đó, thì họ phải chịu một khoảng thời gian mà họ bị chính chính những không những gia đình mà là kể cả tỷ phú, các tỷ phú, nhiều những người thành công mà từ chối quay lưng, nhưng mà họ vượt qua những cái điều đó. Trong khi bây giờ những người các anh chị nhá, được động viên, được người thành công động viên là à em hãy đi theo cái con đường này đi, anh đã sắp xếp sẵn cái lối đi rồi, bây giờ mình chỉ cần đi theo con đường để mình thành công thôi, mà đôi khi mình còn không dám đi nữa. Thì đó đó là một trong những yếu tố mình nói gì nói chứ, ngành theo xu hướng là cái ngành mà mình chỉ cần vào thì mình thành công thôi, nhưng mà quan trọng là ai làm được. Bây giờ chưa nói đến việc ai làm được, mà chỉ cần chúng ta có cái can đảm, mình chúng ta thực hiện, có tầm nhìn là thôi, cũng cần mình có sự dũng cảm rất là lớn, cần sử dụng cảm năng lớn, cần có sự mình vượt ra khỏi cái giới hạn bản thân mình rất rất là nhiều mới có thể làm được. Đi cái con đường mình đi một mình, mà cái chị một thân một mình đi mà mình đi tiên phong á, những bác Elon Musk này hay là bác đó, Bill Gates này, thì các bác là bác đi một mình nha, đi tiên phong trên cái lĩnh vực mà bác nhìn ra, và bác phải đi một mình, sau đó thì bác mới bắt đầu là bác có những người đối tác cộng sự, tức là bác phải xây dựng dần 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 dần, chứ ban đầu không có ai mà đi trước trong cái lĩnh vực đó. Giống như là Microsoft của bác Bill Gates đi, thì trước bác đâu có ai đi cái lĩnh vực đó đâu, nhưng bác đi vào bác bác Bill Gates, bác Bill Gates thì thực ra thì bác không có chịu nhiều thách thức như bác Elon Musk ha. Bác Bill Gates thì bác có những cái tầm nhìn của bác. Tầm nhìn của bác Bill Gates đó là tầm nhìn là máy tính đúng không? Máy tính đúng không? Nhưng mà thực ra thì cùng lúc của bác thì cũng có nhiều những người khác họ cũng làm về lĩnh vực máy tính, nhưng mà vấn đề là không có ai thực hiện được. Không có ai thực hiện hóa, không ai làm thành công được như bác Bill Gates, cho nên là bác Bill Gates là bác thành công được, bác trở thành tỷ phú. Còn xét về bác Elon Musk thì đúng kiểu đúng chất của bác đó, là bị sự từ chối rất là nhiều, bị sự từ chối rất là nhiều, và bác vừa bị áp lực về sự từ chối, vừa bị áp lực bởi cái việc là mình đi một mình đi tiên phong, dám làm dám nghĩ, thậm chí đến bây giờ vẫn còn bị chửi mà. Và quan trọng là bác dám làm dám nghĩ vậy, bác thực hiện được, tức là có năng lực để thực hiện được đó. Thì khi mà các anh chị đi vào những cái xu hướng, cái lĩnh vực mà nó sẽ đi theo xuống đi lên của thị trường ấy, thì các anh chị sẽ gặp những cái trở ngại như vậy. Nói trở ngại là đối với những anh chị em nào mà không có dám vượt ra khỏi cái giới hạn bản thân của mình thôi. Còn đối với những người mà họ tin vào cái tầm nhìn của họ, tin vào những cái việc mà tin vào cái tầm nhìn, tin vào cái năng lực của họ, tin vào cái xu thế trong tương lai mà họ nhìn ra đó, thì họ sẽ đi được. Còn nhiều người khác cứ chần chừ, cứ lo sợ, cứ lo ngại, thì không thể nào mà lựa chọn được nổi là cái việc là làm một cái lĩnh vực mà theo xu hướng đi lên của thị trường, xu hướng đi lên của thị trường. Và giống như là TikTok của các anh chị, bây giờ các anh chị vào chơi TikTok hay các anh chị kinh doanh trên 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 cái TikTok đúng không? Nhưng mà cái người nào mà tạo ra TikTok thì họ mới trở thành tỷ phú. Còn các anh chị mình gọi là mình ké được, nhưng mà Nguyên biết là bây giờ cũng có rất rất là nhiều bạn trẻ, bạn ấy cũng
có những cái thu nhập rất là cao từ TikTok. Nhưng mà cái người mà họ được hưởng lợi nhất là cái người mà tạo ra được xu hướng TikTok. Nhưng mà cái xu hướng TikTok thì nó không có mất nhiều thời gian như bác Elon Musk hay là bác có nhiều bác Bill Gates đi, không có mất nhiều thời gian như vậy. Cái quá trình mà xây dựng cái thương hiệu nó cũng nhanh hơn, và kể cả mà cái quá trình nó bùng nổ cũng nhanh hơn. Ở đây thì chúng ta nhận được cái điều gì ạ? Thì mình thấy rằng là bây giờ xã hội thị trường nó thay đổi rất là nhanh anh chị. Mà cái sự tiếp cận của mọi người trong những cái xu hướng mới nó rất là nhanh rồi. Và nếu như mà chúng ta không có dám tiếp cận thì chúng ta sẽ đi lùi. Hay quay quay trở lại cái câu chuyện mà nhiều người họ kinh doanh những cái lĩnh vực đi xuống, hay là cái mô hình kinh doanh của họ đi xuống đó, chẳng như là cái mô hình mà online, mình nói là mô hình online bây giờ là đang phát triển đúng không? Nhưng mà online thì nó sẽ trái ngược với gì ạ? Online thì trái ngược với offline đúng không? Vậy thì những người nào mà kinh doanh mà theo dạng mà thuê mặt bằng, thuê nhà xưởng để làm này, thì làm sao ạ? Nó không có còn phù hợp nữa, không còn phù hợp nữa nha. Bởi vì là bây giờ là tất cả mọi công việc ở đâu có khách hàng thì chúng ta hãy tập trung kinh doanh ở nơi đó. Và ở nơi đâu có khách hàng ạ? Ở trên TikTok sẽ có khách hàng, ở trên Facebook sẽ có khách hàng, ở trên YouTube sẽ có khách hàng. Chúng ta lên những kênh đó chúng ta tìm khách hàng đi. Còn nếu như mà chúng ta cứ tìm khách hàng ở mặt bằng của mình thôi thì sẽ chưa dễ. Và đó là tại sao Nguyên chia sẻ nhiều về cái việc là chúng ta phải vượt qua khỏi giới hạn bản thân của mình. Nếu như mà các anh chị kinh doanh về mặt bằng, trên mặt bằng các anh chị kinh doanh offline quá nhiều rồi, thì khi mà bảo các anh chị xây dựng một kênh YouTube đi để các anh chị chia sẻ, các anh chị có dám làm hay không nữa? Xây dựng một kênh YouTube này hay làm một kênh TikTok này, các anh chị có dám làm hay không? Việc mình dám làm nhé, rồi cái việc là mình thứ nhất là các anh chị phải dám làm, dám làm. Chưa nói đến việc dám làm rồi làm có được hay không, dám làm rồi làm lên mà người ta không có ai vào xem kênh của mình, các anh chị có duy trì được cái việc đó hay không? Rồi trong mình dám trong việc là mình bỏ thời gian để mình học một kiến thức mới. Còn trước đây thì các anh chị cứ học những cái kiến thức mà về kinh doanh offline như thế nào, kinh doanh offline cũng cần học kiến thức nha các anh chị. Chúng ta giao tiếp trực tiếp khách hàng như thế nào, chúng ta nói những cái câu chuyện như thế nào, chúng ta kinh doanh, chúng ta bán hàng như thế nào, chúng ta cũng phải học. Và mình đã quen làm cái việc gì đó lâu rồi thì chúng ta sẽ bị giới hạn trong cái việc là mình muốn học thêm những cái mới. Rồi anh chị nào học xong buổi hôm nay thì mình về mình làm kênh TikTok luôn đi nha. Xây dựng kênh TikTok này, kênh YouTube này, đó, xem tụi mình có dám làm hay không. Đơn giản, đó là những cái rất đơn giản thôi. Chứ đừng có nói là chúng ta hãy trở thành tỷ phú như các bác Elon Musk đi vào lĩnh vực xe điện. Những cái đó thì nói thật là chia sẻ với các anh chị để làm cái minh chứng cho vui thôi. Chứ nói thật là các anh chị, ngay cả những cái việc đơn giản mà mình còn chưa dám làm ấy, thì những cái việc mà cao hơn ấy, các anh chị không có làm nổi đâu. Và khi mà các anh chị kinh doanh những lĩnh vực mà đi theo xu hướng nha, ok, cái khả năng các anh chị trở thành tỷ phú đô la rất là cao nha các anh chị. Nói rất là cao, đây là nói hơi khiêm tốn ấy, chứ thực ra là chắc chắn luôn, chắc chắn sẽ trở thành tỷ phú đô la, sẽ trở thành tỷ phú đô la. Hay là các anh chị mà chỉ cần ké ké những cái lĩnh vực đó thôi, giống như là Nguyên nói là cái bác mà làm lên TikTok đó thì bác là tỷ phú. Nhưng mà những người bạn nào mà xây dựng các công việc kinh doanh của mình trên nền tảng TikTok đó, thì họ cũng có được cái cuộc sống tốt hơn, họ cũng có những thu nhập cao hơn. Và các anh chị phải nắm bắt được cái xu hướng, không những là xu hướng hiện tại, mà các anh chị phải có bây giờ cái tầm nhìn trong tương lai, để các anh chị biết rằng là cái lĩnh vực nào trong tương lai nó sẽ đi lên. Và như các bác tỷ phú thì sao ạ? Các bác nhìn trước được, thậm chí là không phải là 5 năm, 10 năm, mà các bác nhìn được 20 năm. 20 năm. Nhìn được những lĩnh vực trong vòng 20 năm và xây dựng những lĩnh vực đó ngay từ cái thời buổi hình thành, đó là ngay từ bây giờ. Và trong suốt quay lại cái câu chuyện mà Nguyên nói là bác Elon Musk ấy, bác xây dựng cái doanh nghiệp của bác từ năm 2001 đến năm 2021, thì trong vòng suốt 20 năm đó thì bác phải chịu rất là nhiều những cái việc là không ai tin tưởng, hay là về nguồn vốn, và phải chịu một cái thách thức, đó là làm một cái công việc mà trong khoảng một thời gian dài nó không hề có lợi nhuận mà các anh chị chịu được ấy. Thì các anh chị
Đó là giống như là đó một một trong những tố chất để chúng ta có thể thành công lớn ha. Còn đa phần chúng ta sao, làm cái việc gì cũng muốn về tiền ngay, nên là anh chị em chọn cái công việc gì ạ, chọn làm công. Làm công thì cứ tháng nào mà sẽ có tiền lương về tháng đó. Còn bắt đầu mình kinh doanh thì sao, mình làm tư nhân thôi thì bắt đầu là mình phải có khách hàng thì mình mới có thể có lợi nhuận được, và cái việc mình sẽ chấp nhận và trong một khoảng thời gian mình không có lợi nhuận. Còn anh chị em nào mở ở đây còn nghĩ là mình cứ mở ra một cái tiệm, một cái quán hàng nào đó mình kinh doanh đó, thì mình có lợi nhuận, thì là các anh chị chưa nên kinh doanh nhé, chưa nên kinh doanh. Và các anh chị thử hỏi bản thân mình nhé, các anh chị có thể chịu đựng được cái việc mà không có lợi nhuận, không có doanh thu trong vòng bao lâu? Còn như bác Elmer ấy, thì bác đã chịu đựng cái việc đó trong suốt vòng 20 năm trời. Trong 20 năm này không có nghĩa là mình không có doanh thu nhé các anh chị, nhưng có doanh thu về không có nghĩa là mình có lợi nhuận nha. Có doanh thu nhưng mà cái chi phí mình bỏ ra nó cao hơn nhiều so với cái doanh thu ấy, thì mình cũng không có lợi nhuận được, thậm chí là mình âm vốn nữa đó. Thì giống như là các bác tỷ phú á, các bác đi vào những cái lĩnh vực mà đi theo xu hướng đi lên, và đi theo vào cái thời điểm nào, vào cái thời điểm mà hình thành ấy. Thời điểm hình thành tức là cái thời điểm mà chưa ai biết đến cái lĩnh vực đó, chưa có ai tin tưởng đến những lĩnh vực đó, thì các bác đã đi vào rồi. Và bác phải chịu một cái khoảng thời gian là không có doanh thu, xin lỗi, là không có lợi nhuận, mặc dù là có doanh thu hoặc là có ít hay có nhiều doanh thu gì đó, nhưng mà doanh thu bao nhiêu thì cũng phải tái đầu tư vào cái công việc kinh doanh, nuôi nó phát triển. Và đó là hai cái là Nguyên chia sẻ cho các anh chị, hai cái đó là vào lĩnh vực này thì sao, đơn giản là các anh chị sẽ trở thành tỷ phú, trở thành những người giàu có nhất, nhưng mà rủi ro các anh chị phải chịu vì sao, các anh chị phải dám làm, dám hành động, dám thành công, và cái nỗ lực các anh chị phải lớn. Và những cái xu thế này các anh chị, cái xu thế này nó chỉ xảy ra trong vòng khoảng một cái thời gian thôi các anh chị, một cái thời gian thôi, một cái thời gian mà đùng bùng nổ thôi nha. Giống như là bác Elon Musk ấy, bác xây dựng cái công việc về xe điện đi, thì bác xây dựng 20 năm, nhưng mà đến bây giờ nhá thì rất 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 là nhiều, rất rất là nhiều những doanh nghiệp khác họ họ vào lĩnh vực xe điện rồi. Trước đó thì sao, không có ai tin chê bai bác, nhưng mà bây giờ mình thấy nhá, thì bây giờ là gần như 100% những cái thương hiệu mà về xe ô tô mà chạy xăng á, thì họ đã chuyển dịch sang xe ô tô chạy điện rồi. Đơn giản như mình thấy là bác tạm nghiệp vụ nhà mình đi, hồi trước thì cũng bán xe xăng đúng không ạ, bây giờ cũng chuyển sang bán xe điện rồi. Thì tức là sao, càng ngày sẽ càng nhiều người họ cung cấp cái sản phẩm đó, càng nhiều ngày càng cung cấp. Nhưng mà mua xe điện thì chúng ta, một người chúng ta có thể mua được bao nhiêu chiếc xe ô tô? Chỉ có các bác tỷ phú, các bác nào mà giàu giàu ấy, thì mình sẽ thấy là các bác có một, cả một bộ sưu tập xe hơi, xe ô tô, xe siêu xe đúng không? Nhưng mà nếu mà người bình thường đi thì mình mua một chiếc xe mình đi được rồi, chứ ai đâu mà mua cả đống, đúng không anh chị? Thì cũng sẽ có một lúc nào đó cái nguồn cung bắt đầu nhiều ra, và cái nguồn cầu nó sẽ bắt đầu nó ít lại. Giống như là bây giờ nhé, chưa có nhiều người có xe điện, thì bây giờ chúng ta kinh doanh xe điện, chúng ta sản xuất xe điện thì có sẽ rất có nhiều người mua. Nhưng mua đến một lúc nào đó thì khi mà tất cả mọi người đều có xe điện rồi, thì bắt đầu cái lĩnh vực này nó cũng sẽ đi một cái xu hướng là đi xuống. Hai các anh chị, có đi lên sẽ có đi xuống nha, các anh chị hình dung đúng không ạ? Hay là nhiều những cái lĩnh vực khác như vậy. Nhưng ngày xưa á, thì mỹ phẩm đúng không ạ, mỹ phẩm có một thời gian rất hot nha, bây giờ thì thoái trào, bây giờ thì bão hòa rồi, nhưng mà ngày xưa nhé, kể cả cái bây giờ các anh chị mình sẽ biết được rất rất là nhiều những cái đại gia mà kinh doanh mỹ phẩm, nhưng mà họ đã kinh doanh mỹ phẩm từ rất là nhiều năm trước rồi, kinh doanh từ 10 năm trước, kinh doanh từ 20 năm trước, 15 năm trước đó, thì bây giờ họ mới mới giàu, họ có thương hiệu. Nhưng mà chúng ta không, chúng ta cứ nhìn vào là họ cứ giàu á, nhưng mà mình không biết là cái quá trình mà họ xây dựng từ bao giờ rồi, và mình nhảy vào thì mình nhảy vào cái lúc mà nó thoái trào. Thì cái ngành nghề nào nó cũng sẽ có những giai đoạn mà nó bùng nổ, thì nó sẽ có giai đoạn thoái trào đấy các và ở cái lĩnh vực mà ở cái lĩnh vực mình đi lên đây này, thì chúng ta phải học rất là nhanh. Giống như là bác có bác Elmer đi, thì bác vào lĩnh vực xe điện thì bác là đi tiên phong, bác phải tự học, và đi cái giai đoạn đó nó sẽ chưa được nhanh, tự học tự làm và tự đưa ra những cái chiến lược để có thể phát triển cái doanh nghiệp xe điện. Nhưng mà bây giờ mình thấy là cái tốc độ phát triển
chẳng hạn như của các bác Phạm Nhật Vượng đi, hay nhiều doanh nghiệp khác mà họ đi vào lĩnh vực xe điện ấy, thì nó nhanh hơn, bởi vì là đã có người đi trước họ làm rồi và làm rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ những cái doanh nghiệp mà đi sau á, họ sẽ phải làm gì ạ? Họ sẽ phải tăng tốc lên rất là nhiều, họ phải học liên tục, và họ phải có những cái chiến lược mà có thể vượt ra được bác Elon Musk, có những cái chiến lược, những cái kỹ năng. Và nếu như mà các anh chị làm một cái lĩnh vực mà nó đi theo phong trào nhất, chẳng hạn như là quay lại cái gần gũi hơn đi, chẳng hạn như TikTok đi, thì các anh chị phải học những kỹ năng như TikTok trong một thời gian ngắn. Các anh chị phải thúc bản thân mình học nhanh lên, học nhiều lên và có kết quả ngay lập tức. Nếu không thì cái này nó sẽ bão hòa, nó sẽ đi xuống, đúng không? Nó chỉ bùng nổ trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Và trong khoảng thời gian rất là ngắn đó, khoảng tầm 3 năm, 5 năm hay là 7, 8 năm gì đó, tùy theo từng lĩnh vực nhé. Có những lĩnh vực nó chỉ tồn tại được khoảng 1, 2 năm thôi là nó đi xuống rồi. Thì các anh chị phải tranh thủ ngay lập tức, là ngay từ lúc đó các anh chị phải làm nhiều lên, học nhiều lên và cập nhật ngay lập tức. Đấy. Thì khi mà các anh chị làm xuống đi lên thì nó sẽ có những thách thức như vậy. Rồi. Rồi, một cái thứ ba nữa các anh chị. Một cái thách thức, xin lỗi, một cái bây giờ khi đầu giờ tôi nói là hôm nay mình sẽ chia sẻ về ba lĩnh vực nha. Thì lĩnh vực thứ nhất đó là xu hướng đi xuống, lĩnh vực thứ hai đó là xuống đi lên, và một cái lĩnh vực thứ ba nữa, có thể các anh chị sẽ không có giàu nhanh như các tỷ phú, nhưng mà các anh chị sẽ giàu bền. Đó là những lĩnh vực mà nó không bao giờ hết hot, không bao giờ hết hot. Giống như hôm trước là mình học những kỹ năng mà có những kỹ năng là chúng ta có thể xài bây giờ, nhưng mà sau này nó hết hot rồi, mình hết xài được. Nhưng bên cạnh đó cũng có những kỹ năng mình xài hoài, đúng không ạ? Kỹ năng mềm mình xài hoài. Thì trong công việc cũng vậy, có những kỹ năng mà có những công việc mà nó sẽ không bao giờ hot hot à. Và nếu như mình làm những cái lĩnh vực này thì sao các anh chị? Mình có cần phải học nhanh không? Ok, mình cũng phải học nhanh. Đương nhiên là học nhanh, tốc độ mình càng nhanh thì càng tốt, nhưng mà mình sẽ không có bị áp lực. Và một cái nữa này rất quan trọng các anh chị. Nếu như mà các anh chị kinh doanh những cái lĩnh vực mà nó sẽ bị thoái trào á, những lĩnh vực thoái trào nha, các anh chị càng học bao nhiêu thì cái năng lực các anh chị nó càng lên. Nhưng mà cái lĩnh vực của các anh chị nó sẽ càng đi xuống. Và mình sẽ thấy một cái tình trạng xảy ra, đó là mình càng ngày càng giỏi nhưng thu nhập của mình sẽ càng ngày càng đi xuống. Các chị hình dung không? Nếu các anh chị tham gia vào những lĩnh vực thoái trào, những lĩnh vực bão hòa, năng lực các anh chị càng làm thì sẽ càng giỏi, đúng không? Kỹ năng càng làm sẽ càng tốt, nhưng công việc thì càng ngày càng thoái trào, nhu cầu khách hàng càng ngày càng thấp, giá thành sản phẩm càng ngày bị ép giảm xuống càng thấp hơn. Vậy vì sao các anh chị? Anh chị giỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chưa chắc các anh chị kiếm được tiền, và thu nhập của các anh chị nó sẽ đi ngang, rồi dần dần nó sẽ đi xuống, nó sẽ đi theo thị trường ha, chứ nó sẽ không đi theo năng lực của các anh chị. Còn mà sao ạ? Nếu như mà các anh chị muốn chuyển đổi thì các anh chị sẽ phải học lại một kiến thức khác, các anh chị phải là trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực, một ngành nghề khác, đúng không? Cha như là ngành thời trang hot quá, hết hot rồi, bây giờ mình phải kiếm ngành khác. Bây giờ Nguyên sẽ làm về TikTok đi. Mình phải học TikTok ngay lập tức, ngay cấp tốc luôn ạ. Chuyển chuyển dịch, mình phải học những kiến thức mới. Và ví dụ như là TikTok thì mà nó bắt đầu nó xuống bão hòa sao ạ, thoái trào sao ạ, chúng ta phải ngay lập tức chúng ta phải học thêm những cái kỹ năng mới, cái kiến thức chuyên môn mới. Và đó là khi mà các anh chị tham gia vào những lĩnh vực đi bị thoái thoái trào nhá. Bị thoái trào thì năng lực càng ngày càng giảm. Còn nếu mà các anh chị đi vào những lĩnh vực mà xu hướng thì tốt, ok, trong một khoảng thời gian các anh chị có thể giàu và rất rất giàu, nhưng mà sau đó khi nó thoái trào rồi các anh chị phải chuyển đổi. Còn nếu mà các anh chị không chuyển đổi sang lĩnh vực khác thì các anh chị sẽ phải chấp nhận là cái thu nhập của mình nó sẽ giảm xuống, ok không ạ? Rồi đó là cái việc học nhé. Còn nếu như mà tuyệt vời hơn, nếu như mà các anh chị vào một cái lĩnh vực mà nó không bao giờ đi xuống, các anh chị có lĩnh vực, có cái chuyên môn trong cái lĩnh vực đó, thì các anh chị có chuyên môn càng nhiều thì các anh chị sẽ càng có được nhiều khách hàng, quy mô công việc của các anh chị càng lớn. Lĩnh vực không bao giờ hết hot nha các anh chị.
hay là và đó là những lĩnh vực mà khi mà người càng đẻ ra, người càng sinh sôi ra thì nhu cầu nó lại càng cần, thế giới càng đông hơn ha, hay là tiêu chuẩn sống của chúng ta càng nâng cấp hơn thì người ta lại càng cần cái sản phẩm dịch vụ đó. Nhà ở điện thực phẩm sạch ha, rồi bạn Hưng để ngay lập tức là nhảy số trong đầu ngay. Bạn sinh viên nhưng mà rất là có tư duy đúng không ạ? Nhà ở, thực phẩm sạch, phẩm sạch, điện không bao giờ hết điện. Đúng rồi, điện thì chúng ta cứ xài hoài, nhưng mà nhỡ như sau này chúng ta không cần điện nữa thì sao nhỉ? Giống như ngày xưa về năng lượng đó anh chị, thì năng lượng các anh chị biết là xăng của mình ngày xưa là vào cái thời kỳ đầu á, xăng được dùng để làm chất thắp sáng nha, để làm cái vật liệu thắp sáng chứ không phải là để làm cái phương tiện đi lại đâu. Nhưng mà bây giờ thì xăng được làm phương tiện đi lại, còn trong tương lai á, thì điện sẽ làm phương tiện đi lại, còn trong tương lai xa xa nữa thì những cái năng lượng khác nữa hay không, những cái năng lượng khác nó sẽ sinh ra và nó sẽ thay thế ngành điện, biết đâu được ha. Nhà ở, nhà ở thì thường mình hay nói là gì ạ, con người thì càng ngày càng sinh sôi ra đúng không, anh chị mình sẽ càng cần nhiều nhà ở phải không. Nói về nhà ở nha, ở mình thì chưa có thấy, nhưng mà ở một số nước anh bạn hàng xóm thì mình có thấy là họ dân cư họ đông nhiều quá anh chị, sau đó là họ làm những cái nhà ở mà dạng container, dạng container, tức là những cái nhà ở đó có thể di chuyển được. Tức là mình cứ nghĩ là nhà nó không, người người thì nó sinh sôi thêm nhưng mà đất thì nó không gia tăng, cho nên là bất động sản nó sẽ càng ngày càng tăng giá. Nhưng mà nếu như mà mình có những cái nhà ở container mà mình có thể di chuyển được bất kỳ đâu á, thì rất là thú vị ha. Lúc là mình đâu có cần phải cần đất đâu các anh chị, hay là mình cũng có cần, mình cũng cần đất để mình đặt cái container đó, nhưng mà trong cái mảnh đất đó mình sẽ đặt được nhiều container hơn, nhiều container dạng nhà ở hơn ha. Tức là nó dạng xây dựng cái dạng dạng hộp ấy, xây dựng dạng hộp, và mình đi đâu á, thì mình cứ vác theo cái đó cũng được. Nó nói chung là mình có thể thấy là xã hội của mình này càng ngày càng phát triển thì con người nó sẽ nghĩ ra rất rất là nhiều những cái mà những cái có thể phục vụ cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Đó thì có những cái ngành ngành nghề, những cái lĩnh vực mà sẽ càng ngày càng hot hot, giống như là thực phẩm ấy, thì chúng ta ăn thì chúng ta ăn hoài đúng không? Có bao giờ mà các anh chị thấy là mình ăn 10 ngày là mình đủ rồi, sau đó là cả đời mình chỉ cần với cái số lượng thức ăn đó mình không cần phải ăn gì thêm không? Không đúng không? Thì thực phẩm nó cũng là một trong những cái mà nó hot hot. Nước sạch, nước sạch nữa ha. Cảm ơn bạn Hưng ha, suy nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng để một doanh nhân trong tương lai ha, doanh nhân trong tương lai, rồi biết đâu là bạn sẽ chọn cho mình một cái lĩnh vực mà sẽ giúp bạn thành công và giàu có. Rồi nếu như mà chúng ta kinh doanh những cái lĩnh vực, những cái xu hướng hot hot đấy, không bao giờ hot hot nha, thì chúng ta sẽ không phải học đi học lại những kiến thức, học đi học lại những kiến thức, học đi học lại những cái chuyên môn, những kỹ năng mềm thì mình xài hoài được đúng không, nhưng mà khi mình sang những lĩnh vực mới thì mình sẽ học những cái kỹ năng chuyên môn mới, và nếu là tuyệt vời hơn là cả đời mình mà mình học một cái kỹ năng nào đó mà mình cứ xài hoài, thì đó cũng là một cái ưu thế rất là tuyệt vời của chúng ta đúng không anh chị. Hay là mình sẽ không sợ gì ạ, mình không sợ là mình làm giữa chừng sau đó công ty của mình đi xuống và sếp của mình đuổi việc mình, không có sợ chuyện đó. Không có sợ giữa chừng bị mất công việc, không có sợ làm giữa chừng mà nó bị bão hòa. Thì những cái lĩnh vực hot hot đó là cũng là một trong những cái mà các anh chị nên nghĩ tới. Hay là là cái lĩnh vực hot hot nha, nhưng mà cái mô hình kinh doanh như thế nào á, nó cũng là một cái để mình suy nghĩ nữa. Có những cái mô hình kinh doanh mà nó ngày càng tối ưu hơn, hay có những cái mô hình kinh doanh đó mà nó mô kể cả mô hình kinh doanh nó cũng sẽ có xu hướng như các anh chị, sẽ có xu hướng nha. Thì các anh chị hãy chọn cái mô hình kinh doanh nào mà nó càng ngày nó càng mang lại nhiều giá trị cho nhiều người, mang lại nhiều giá trị hơn, mang lại lợi ích cho cộng đồng nhiều hơn, thì đó cũng là những cái ngành nghề mà đó cũng là những cái mô hình mà nó sẽ không có bao giờ hết hot.
lợi ích của con người được trong trong giao dịch, trong kinh doanh ấy. Thì cái việc chúng ta có lợi ích, chúng ta hay là có kết quả và chúng ta mang lại sự thành công cho nhiều người thì rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Thì các anh chị hãy chọn những cái lĩnh vực mà nó không bao giờ hết thôi, nó sẽ đảm bảo cho cái sự giàu có của chúng ta, không những ở hiện tại mà trong tương lai, và thậm chí là con cháu của chúng ta sẽ kế thừa được cái sự giàu có đó. Và những cái kỹ năng đó chúng ta có thể học học và chúng ta có thể dùng hoài. Có thể là những cái lĩnh vực này các anh chị sẽ không có phải là giàu nhanh, giàu vượt bậc như các tỷ phú, nhưng mà Nguyên cũng có phân tích rồi đó, các tỷ phú thì tại sao họ giàu như vậy anh chị? Họ vượt ra cái giới hạn bản thân mình rất là nhiều anh chị ạ. Cũng như là họ phải cần nguồn vốn là nhiều thứ. Các anh chị có muốn trở thành tỷ phú hay không, các anh chị hãy xem là bản thân các anh chị muốn đạt được cái sự thành công nào. Nếu như mà các anh chị muốn trở thành tỷ phú thì các anh chị hãy đi theo lĩnh vực, theo xu hướng đi lên nha các anh chị, thì các anh chị sẽ giàu nhanh. Và các tỷ phú họ sẽ thay đổi lĩnh vực họ liên tục đó. Thì mình phân tích cho các anh chị nhiều cái khía cạnh để cho anh chị hiểu. Nhưng mà nếu như mà cái lĩnh vực mà lĩnh vực thoái trào nhé, thì Nguyên khuyên các anh chị là các anh chị tránh xa giùm Nguyên ha. Các anh chị có thể đi theo những lĩnh vực mà theo xuống đi lên thị trường, và chấp nhận cái việc là mình sẽ phải thay đổi kiến thức chuyên môn mình liên tục, hoặc các anh chị theo một cái lĩnh vực mà nó không bao giờ hết hot, không bao giờ bị thoái trào, và thời điểm nào cũng là thời điểm chúng ta có thể kinh doanh được. Còn nếu như mà các anh chị kinh doanh vào những cái lĩnh vực mà nó có xu hướng ấy, thì nhỡ như mà các anh chị không nhận được đúng cái xu hướng, các anh chị vào những cái giai đoạn mà nó lên đỉnh thì ok nha, lên đỉnh thì ok còn được, còn tạm được, nhưng lên đỉnh xong thì trong một thời gian ngắn thôi nó hết hot mà nó sẽ rơi vào giai đoạn là gì, thoái trào. Và nhiều khi nha, nhiều rất rất nhiều người họ nhận định nhầm những lĩnh vực tốt đó là những lĩnh vực mà đang bị thoái trào. Bởi vì thoái trào, một trong những cái yếu tố mà mình nhìn nhận được cái lĩnh vực thoái trào đó là gì, đó là mình sẽ nhìn thấy là người người nhà nhà kinh doanh cái lĩnh vực đó, và mình cứ nghĩ là người người nhà nhà kinh doanh lĩnh vực đó thì nó đang là hot, nó đang là xu hướng thì mình phải kinh doanh. Không phải đâu các anh chị, nó hot khi mà ít người kinh doanh các anh chị, ít người kinh doanh nha, ít người kinh doanh và nhiều người bắt đầu đổ xô về lĩnh vực đó. Chứ còn nhưng mà mình thấy là đâu đâu cũng kinh doanh ấy, hay là bây giờ các anh chị nhìn thời trang á, các anh chị đi bất kỳ một con đường nào nhé, các anh chị cũng thấy ít nhất một cửa hàng kinh doanh, hay thậm chí là nó là cái đoạn đường ngắn hay đoạn đường dài, nữa có những cái đoạn đường mà nguyên cả một cái đoạn đường họ toàn là kinh doanh thời trang không các chị, và rất rất là nhiều đoạn đường như vậy. Thì cái nguồn cung của nó quá nhiều so với nguồn cầu của nhưng mà đôi khi chúng ta có một cái sự hiểu lầm, đó là chúng ta cứ thấy nhiều người kinh doanh thì mình nghĩ là do cái lĩnh vực đó nó tốt, nhiều người kinh doanh nhưng mà cũng nhiều người phá sản anh chị, nhiều người không thành công mất. Thì vô tình chúng ta sẽ nhận định sai cái công việc của mình, cái lĩnh vực mà mình đang vào á, nhận định sai. Còn nếu như mà chúng ta kinh doanh những cái lĩnh vực mà nó không bao giờ đi xuống, nó chỉ có đi lên thôi, thì chúng ta vào bất kỳ một cái thời điểm nào cũng được, nhưng vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng mà không có nghĩa là các anh chị cứ chậm 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 mà bước bước đó nha. Và những cái lĩnh vực đó thì sẽ giúp các anh chị có một cái đảm bảo được thu nhập mình bền vững, tăng trưởng qua thời gian, và cũng như là các anh chị sẽ làm càng nhiều thì các anh chị càng kinh nghiệm thì các anh chị sẽ càng giỏi lên thì mình sẽ bán được cho nhiều khách hàng, quy mô công việc mình càng tăng, tiền của mình sẽ kiếm được càng nhiều khi mà mình càng nhiều kinh nghiệm gấp. Và sao à, mình càng già thì mình càng giàu các anh chị, càng già thì càng giàu ha. Rồi thì đó, vậy thì đấy là Nguyên đã chia sẻ xong, chia sẻ xong là ba cái nhóm lĩnh vực ha, ba cái nhóm lĩnh vực. Nhưng mà còn cái lĩnh vực nào như thế nào thì các anh chị phải tự động não suy nghĩ đi ha, hoặc các anh chị có thể thông minh hơn là các anh chị hãy hỏi những người bạn của mình xem là lĩnh vực nào đang là lĩnh vực hết hot, xin lỗi, đây là lĩnh vực mà không bao giờ hết hot ha. Mình phải tập trung vào những cái mà mình mong muốn là các anh chị đừng có hỏi những lĩnh vực bão hòa. Những lĩnh vực bão hòa thì nó nhiều lắm,
các anh chị đừng hỏi để các anh chị né, mà các anh chị hãy hỏi luôn là cái lĩnh vực là lĩnh vực nào nó không bao giờ đi xuống vậy, hay lĩnh vực nào đang là đi lên vậy. Đang đi lên thì cũng giàu ha, nhưng đang đi lên thì các anh chị phải gặp thách thức nào. Còn những lĩnh vực mà nó không bao giờ nó đi không bao giờ đi xuống thì các anh chị có được những cái gì? Rồi, đó là những sự chia sẻ của Huy trong ngày hôm nay. Thì bây giờ thì cũng thời lượng thời gian thì cũng không còn ha. Thì mong là sự chia sẻ của Huy thì nó sẽ giúp cho các anh chị có thể nhìn nhận lại chính công việc của mình, nhìn nhận lại chính công việc của mình, xem là công việc của mình nó đang có những cái dấu hiệu nào, nó có những cái dấu hiệu mà không, nó không bao giờ hết hot, hay là nó đã có những cái dấu hiệu mà đã đi xuống rồi. Và đi xuống rồi thì cái hành động của các anh chị là gì? Các anh chị có dám vượt ra khỏi giới hạn bản thân của mình để có những công việc tốt hơn hay không? Để tiếp thu những cái kiến thức mới, để có những công việc kinh doanh mới, có những cái mối quan hệ mới, và mình có cái sự lựa chọn đúng đắn hơn, hay là các anh chị tiếp tục ở trong cái vùng an toàn của mình, vẫn tiếp tục làm cái công việc đó và chấp nhận cái việc là mình không đạt được cái sự thành công hơn, mình, cuộc sống mình không tốt hơn, gia đình của mình không hạnh phúc hơn. Quan trọng là các anh chị nhé. Còn kiến thức, công thức thì khi nào cũng có sẵn cho các anh chị, nhưng mà ai thành công thì đó là do chính các anh chị hành động ha. Trong một lớp học chia sẻ kiến thức thì chung cho mọi người, nhưng tại sao có những người mà họ bứt phá, họ thành công ngay? Bởi vì họ dám làm, dám hành động. Còn có những người mà không có chịu làm gì hết, học ở trên trường xong rồi gấp vỡ lại đi chơi với bạn, không có chịu ôn bài lại. Còn chúng ta học những kiến thức thành công thì sao? Chúng ta phải hành động theo người thành công chia sẻ, chỉ dẫn, đúng không ạ? Rồi nha, sự lựa chọn rất quan trọng nhé các anh chị. Sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực là vậy anh chị. Ngày xưa thì mình không có hiểu con này, nhưng bây giờ mình thực sự rất rất là thấm con này. Nếu như mà các anh chị lựa chọn một cái lĩnh vực mà nó bão hòa, là các anh chị cống hiến cho cái lĩnh vực đó nhiều năm thì không hề khôn ngoan một tí nào. Rồi các anh chị được, bây giờ các anh chị biết là mình mong muốn điều gì, thì các anh chị lựa chọn những cái lĩnh vực theo xu hướng, hay là những lĩnh vực mà nó không bao giờ có xu hướng, nó không bao giờ hết hot luôn, những lĩnh vực mà khi nào xã hội cũng cần, nhu cầu thị trường luôn luôn cần, và mình vào bất cứ khi nào cũng được, và mình kinh doanh càng nhiều, mình càng nhiều kinh nghiệm, mình càng nhiều trải nghiệm thì cái quy mô mình càng tăng, mình còn có thể thừa kế cho con cái của mình sau này cũng kinh doanh của mình nữa. Thì các anh chị hãy đưa ra sự lựa chọn cho mình và hãy dám hành động hơn các anh chị. Và các anh chị có thể hỏi những người bạn của mình, những người mà đồng hành cùng mình ấy, hỏi sự tham vấn của họ về những cái lĩnh vực mà nó không bao giờ hết hot. Những người bạn của mình biết đó các anh chị. Các anh chị hãy hỏi gì nhé. Các anh chị hỏi thì người ta mới biết, người ta trả lời. Còn nếu các anh chị cứ im im đấy thì không ai biết đâu ha. Không có biết, không ai biết anh chị muốn gì đúng không? Rồi, ok vậy là đấy thì Nguyên sẽ kết thúc Zoom tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng Nguyên trong buổi trưa nay, buổi trưa chủ nhật. Các anh chị không có dành thời gian cho gia đình, nhưng mà dành thời gian cho nhóm học tập để có thể ngồi đây và nghe Nguyên chia sẻ. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào tối nay trong chương trình của nhóm học tập nha.